Các ngươi ở đây nhìn ta thành công chứng đế đi. Quá tốt rồi, chỉ còn lại 30% đế kiếp lôi long, chỉ cần vượt qua nhất định sẽ chứng đế thành công. Còn 10 con. 9. Trần Nam, ngươi đừng hòng chứng đế. Chờ lâu như vậy, sát chiêu của đế bạn cuối cùng cũng tới rồi. Đế bạn, các ngươi đã áp chế tất cả tu sĩ của đại lục Thương Lam mấy chục vạn năm, lẽ nào còn muốn trấn áp tiếp sao? Nguyên đạo, nếu ngươi cứ muốn đứng về phía Trần Nam thì đừng trách ta loại bỏ ngươi ở thế gian này. Ta ngược lại muốn xem thử ngươi định giết ta như nào. Chỉ cần giết con này thì chỉ còn lại một con đế kiếp lôi long cuối cùng rồi. Thiên địa lôi kiếp, dở dụng cho ta đi. Chỉ còn một con, Trần Nam cố lên. Đế bản, xem ra chúng ta không cần gia thủ tiếp nữa. Các ngươi đã thua rồi. Thời đại mới sắp đến rồi. Thời đại mới sắp đến, nực cười. Dùng ý của ta, từ bỏ thân ta, thiên địa vô thượng, nghe lệnh của ta đi. Không tốt rồi. Tên này vì để ngăn cản Trần Nam chứng đế thành công, vậy mà không tiếc thiến tế 20% ý chí của mình. Gây to, cơ thể không cử động được, đã hỏng rồi sao? Người của Long Đế Diện chúng ta không ai được động vào. Diện trưởng, cửu dĩ tiền bối. Long Đế, cửu dĩ yêu đế. Hai người các ngươi vậy mà dám làm trái lệnh giúp đỡ Trần Nam. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi bị gạch tên khỏi cấm địa yêu thần. Tất cả yêu tộc nghe lệnh, giết hai tên phản đồ này đi. Trần Nam, chàng còn không nắm chắc thời cơ đi. Lực lượng hình như khôi phục một chút. Bất luận là ai đều không thể ngăn cản ta chứng đế được. Đó là quy tắc thiên địa. Không hổ là tự mình chứng đế, trong nháy mắt thì tự tăng tới đại đế đỉnh phong, thiệt sự khác một trời một vực với ngụy đế tại đế mệnh. Đại đạo tề minh, chư đế tấu nhạc, đây lẽ nào chính là quy tắc quy thủy trong thiên địa sao? Đại đạo vô biên, đế tâm quy dị. Từ nay về sau, ta chính là vạn cổ đệ nhất đế trong thiên địa này. Thật nực cười, chỉ là chứng đế, còn chưa lập địa phong thần thì ngông cuồng tự đại như vậy, thiệt là không biết sống chết mà. Tất cả mọi người nghe lệnh, Trần Nam vừa chứng đế, căn cơ không ổn định, nhưng cơ hội này nhanh chóng ra tay với hắn đi. Không sai. Cửu tự cổ hải. Trần Nam đã chứng đế rồi. Các ngươi vậy mà còn hứa rất nhiều chỗ tốt với các đại thế lực, vọng tưởng tiêu diệt hắn sao? Nguyên đạo, tất cả tiến hành theo kế hoạch đi. Ngươi dựa theo lời thiên cơ nói đi bố trí ngăn cản các đại võ đế đang đi cản ý chí của đế bản và thần bản. Nếu Trần Nam đã không phụ sự kỳ vọng của ta mà thành công chứng đế, ta thân là minh chủ, đương nhiên cũng phải tặng hắn một phần quà chúc mừng chứng đế. Muốn mạng của ta ư? Vậy thì tới đi. Vô thiên đạo đài. Ta ngược lại muốn xem thử các ngươi có bản lĩnh lấy mạng của ta không? Sao có thể chứ? Tốc độ và lực sát thương thì khủng khiếp. Trần Nam, ngươi thiệt sự cho rằng chúng ta không làm gì được ngươi sao? Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Các ngươi liên thủ ngăn cản được chứng đế. Thiệt sự, nghĩ ta dễ bắt nạt vậy sao? Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.